Hôm nay tụi mình sẽ chơi The Strongest Battle Round, nhưng những chiêu thức tụi mình sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên. Mỗi round đấu tụi mình sẽ có 4 chiêu bất kỳ để đối đầu với người chơi còn lại. Và đương nhiên ai giành được chiến thắng nhiều hơn sẽ trở thành quán quân trong video hôm nay. Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazyland. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Ủa hôm nay mình để hai cái cục này ở đây làm gì ạ? Thật ra anh cũng không biết làm gì nữa, nhìn có vẻ hơi suốt đúng không? Đúng rồi. Thì nếu em không biết, đây chính là cái cục để có thể xóa tất cả chiêu. Và bên đây là cục để em có thể nhận 4 chiêu ngẫu nhiên. Ok, lấy chiêu chưa? Dạ, lấy rồi đó. Thì đây chính là 4 chiêu của mình. Không biết cái chiêu nào là mod không ta? Nếu mà hên vô 4 chiêu mod có khi mạnh đó nha bố. Em sẵn sàng nha bê đát. Rồi. Hôm nay anh bệnh nhường anh xíu nha, nghe giọng anh khác không? Không, cũng bình thường anh. Mày ui phải chiêu là chiêu mod rồi chứ đúng không ta? Chiêu em bình thường à. Rồi anh đang 400 bình, hèn chi lắc quá trời. Đừng Phúc ơi. Ui phải, anh mới né kìa. Anh lắc quá, lắc quá. Từ từ, hình như chiêu số 4 của anh quen lắm. Hình như chiêu số 4 của anh quen lắm. Ui. Hình như chiêu số 4 của anh quen lắm. Chào anh đánh bot. Anh không nói chuyện được. Anh đang bị bệnh, tha cho anh đi Phúc. Mày hả bụi. Ê, chiêu này nó gì đây? Ui! Quậy phải! Quậy ta! Mày! Từ từ, để thử chiêu số 1 coi! Mày hả bưởi? What the fuck? Hình như hôm nay là dựa vào nhân phẩm mới biết không? Mày làm gì bưởi? Lại counter à! Nè, dùng cái chiêu đó là mình chết luôn nè các bạn! Mày! Ôi! Ôi! Cái gì vậy? What the fuck? Rồi nha! Ủa? Làm gì có đam? Mày! Ảo à! Em tưởng em có chiêu đó lại mạnh đúng không? Chết rồi, nếu mà dùng chiêu đó nữa là mình đi đó các bạn. Đi! Chúc mừng em đã trở thành người do hai. Ê mà anh nói chuyện hết được rồi, sao tự nhiên quay video cái anh nói chuyện hết được rồi. Ai, trận đầu tiên hình như do kỹ năng của anh á, kỹ năng may mắn em biết không, hai chiêu mod liên tục. Để coi lần này nhân phẩm của mình là gì đây, let's go. Ê, nghe chiêu quen quá vậy ta, nhìn có vẻ giống chiêu mod quá mà biết phải không nha. Rồi vô chơi nè. Ui em bắt trước anh hay gì vậy? Nãy anh xài kiếm em cũng xài kiếm, giờ anh xài nắm đấm em cũng xài nắm đấm. Em xài nắm đấm màu xanh bộ. Mày ui quá phát em hắc hả? Xa chứ. Mày thinh đợt kích cú đá xâm xét. Anh nhiều chiêu mod vậy. Dạ. Ui sao em quýnh anh sao vậy? Mày yeah, hình đờ kích cú đá sấm sét. Sợ chưa? Ui né ba ui em làm gì vậy? Né chưa biết xài, từ rồi mình hiểu rồi mày. Ây da, đây anh đây. Lắc quá. Ui combo ghê hả? Đây. What the fuck, anh không biết xài chiêu nào mà trừ cái thanh đờ kích nãy giờ ba. Chạy rồi đứng dậy. Đứng dậy, mày, cái này là gì hả? Wow, bro, cái này điên quá vậy? Ngược em nữa. Mày, hình, đờ kê. Đừng có xài chiêu mạnh nhất của em để chạy vô mày đó. Ê, đây, đừng chạy, bro. Đưa lên đây. Mày đứng đó cho anh, đụng. Mẹ bự kìa. Mày, What? Mày chết. Lao. Hay vậy. Mày đứng lại thôi. Cú đá sấm sét. Anh kêu em là đừng xài chi mod nữa đúng không? Mày. Rồi, em chạy được. Chạy hộ anh cái bố ơi. Thấy vừa nói rồi, quan trọng là kỹ năng thôi. Anh có hai chi mod chứ nhiều. Hey, để coi lần này. Ui, toàn chiêu bình thường không luôn. Đầu đi. Anh toàn chiêu thường không vậy? Dội vô. Ui, what the fuck? Bro, nửa kem áo. Nó là nửa kem áo Phúc, không đùa nha. Em cũng có chiêu đó. Nhưng mà chiêu em là nửa kem áo của anh đó. Ủa, anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ủa em đánh tàn hình đó ta. Ui, em không máu luôn kìa. Chiêu anh mới tạo rồi đó. Gọi. Mày, what the fuck? Quýnh em qua đi Phúc ơi, đừng xài chiêu nha, quýnh em qua nha. Dạ, đừng. Mày chết rồi đó cu. Rượu mời không uống. Mày. Bùm. Ui, đau vậy? Ui. Đứng lại, anh biết được sức mạnh thật sự của anh rồi. Gì điên, nãy mạnh ngang vậy ta? Mày. Ui, đừng. Em làm anh ho luôn đó bà. Mong là lần này chiêu mình gì ngon tí nha. Nãy quýnh khó quá các bạn ơi. Ui vãi, toàn mấy chiêu lạ không vậy? Vô nha. Rồi bắt đầu đi. Test chiêu một cái. What the fuck. Ê, alo. Phúc ơi.
Mày đừng tưởng có mình mày biết chạy được không? Ui, đừng có tưởng. Chiêu đó còn mạnh hơn của em nữa. Anh mới là người mạnh nhất, anh mới là Sung Jin Woo. Bả vô mình úp. Ủa chứ vậy? Bro, anh quýnh em trước mà. What the fuck? Không có cây kiếm, cái chiêu của em không có tác dụng. Phải có cây kiếm nó mới dùng được. Đánh với mình là phải chạy dữ lắm. Nó phải có kiếm. Nè, chạy cho em biết. Bro, em không có kiếm. Ủa chắc anh có. Tại cái kiếm của anh là nằm ở trong quần đúng không? Ủa sao chiêu không? Chiêu anh cũng phải có kiếm. À, vậy hả? Mày phá chiêu luôn mà. Chết đi. Ôi, chạy à, lại đây. Mày. À dạ, đừng nói combo chết tôi luôn nha. Để nếu chuyện đó được. Ôi, what the fuck? Nè. Hiểu rồi nha. Trời ơi. Tới trước mặt rồi mà hết đạn anh em ơi. What the fuck? Nhân phẩm kém quá, ra cái chiêu không xài được luôn mà. Bây giờ chúng ta sẽ đến với combo tiếp theo. Mong lần này sẽ random ra cho mình trái Kitsune. Ủa? Lộn game hả ta? Ôi. Hình như là cái combo này hơi bá đạo thì phải đúng không ta? Chen gian mày cầm kiếm sẵn là sao vậy Nhi? Sợ lắm, lỡ ra chiêu phải dùng kiếm không đánh được không? Mày. Này nó gấp lắm. Mày vô đây. Ủa, what the fuck? Chiêu gì vậy? Mày. Bro. Mày đã. Mày mặc lại mấy sao? Tha cho anh đi. Ủa. Ê. Hello. Mày mạnh dữ ha. Cô bài. Mày đúng không? Ủa vậy thôi hả? Ôi ơi, what the hell bro? Ủa vậy thôi hả? Thí dụ là xài thêm một lần nữa. Anh thích mà. Anh xài thêm một lần nữa. Anh sẽ xài thêm một lần nữa. Này thì láo. Mày bay lên trời và chết đi. Anh chơi điểm hả? Chơi no cooldown chiêu. Không phải, cái chiêu đó bị lỗi á. Thôi không xài đâu, lỗi quá. Làm vậy có lỗi với anh em lắm. Mày mẹ ăn gian chỗ nào? Ủa có ai thấy mình ăn gian các bạn? Mình có linh cảm là combo của mình lần này sẽ liên quan tới cây gậy bóng chày nha, nên là mình sẽ lấy con ngựa để trở về lối đi xưa. Có bí mật nổ não là thật ra em chỉ cần đụng cũng xanh lá cây thôi được á. Vô chưa? Ủa gì vậy? Tao ơi, bro mày, em giỡn mặt đúng không? Rồi nè bro. Thế hộ. Rồi. Anh cấm em thức khuya và chơi game lúc 2 giờ sáng. Bro. Em cảm thấy vui khi em làm chuyện đó không? Vui rồi. Ê, mày ngu. Anh bị lag ba, Nè, tao đứng vậy là mày chết, Ủa sao tao đứng vậy nữa vậy? Ủa. Ê má cày nha các bạn. Thậm chí nó còn không có miếng máu luôn kìa. Trời ơi, chơi liền không? Ơi, lần này em không có chiêu nào mod luôn nè. Thì sao ai hỏi? Ủa, what the fuck? Anh cũng không có chiêu mod Phúc ơi. Rồi. Mày quá trời. Mày. Anh mới thật sự là vua chứ thật. Anh mới là vua gió thật. Mạnh với vậy cha. Anh mới là vua gió thật. Nè, bây giờ không có chiêu mod solo kỹ năng nè cu. Làm gì vậy? Mày đứng lên, mày đứng lên. 3k. 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 Trời ơi, game lỗi kìa. 3k. Mày đi. Nè, chiêu dở, tại chiêu lỗi. Chiêu lỗi hay đó, chiêu mới mà hả hiện đây. Ui. Rồi bắt đầu chưa? Bắt đầu rồi. Mày. Deadblow mày cái gì ta? Chiêu counter rồi. Ui. Ngu quá vậy? Biết counter cũng bay vô quýnh không nội? Vô thiệt hả? Ây chạy. Vô thiệt hả? Mé xui. Ấy quýnh thiệt hả? À, vậy nó không thấy aura của mình đó các bạn. What the hell? Hello mày đó. Anh dẫn trước 4 trận rồi đó nha. Vô trận cuối nè. Ui, anh toàn ra cái chiêu này hoài ta. Thấy xem chưa? Rồi, chơi. Ui. What the? Asina, Mena. Ôi, bro, stop. Đừng.
Ủa, em chết luôn rồi, em chết luôn rồi. Đâu đâu, chơi skill. Trời ơi, xàm. Hắn nhanh luôn đó. Anh bị bệnh thôi ba, tại anh bị bệnh thôi. Chiêu anh là gì anh không biết luôn ba. What the fuck, chiêu anh là gì á? Siết hả mày, mày siết hả? Anh đang cố gắng xài hết chiêu của anh mà anh không biết là gì. Siết hả là anh? Bro, bro, quá. Ây da. Sao em cứ ra mấy chiêu mod này mạnh quá vậy? Mày. Cho anh xài chiêu một lần thôi bố, trong trận đấu này làm ơn. Mày. Mày. Vui không? Bug. Vui không? Em vui không? Hay. Ôi ôi ôi. Hay. Thôi các bạn ơi, không ngờ video hôm nay mình lại là người thất bại. Thì nếu như các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.